Vâng, đã test sản phẩm phía dưới, bây giờ sẽ test nốt sản phẩm phía trên để các bác cùng theo dõi. Thật ra hai con này nó giống nhau, nó chỉ khác nhau một tí tí thôi, còn cách chỉnh cũng như là chất âm nó là một anh em nhá. Con trên đó là LG 960, con dưới là Samsung 910Q. Hai mẫu này cửa hàng tôi bán giá 2.900.000 đồng bao ship cho các bác, 2.900.000 bao ship, zin tuyệt đối, zin tuyệt đối. Con dưới thì màu bạc, con trên là màu vàng chanh. Hai con này thì anh em đều có thể đặt vào những con đầm ly màu trắng hoặc màu vàng được hết, kể cả màu này vẫn đặt vào màu trắng được, con này vẫn đặt màu vàng được, vô tư. Góc cạnh đẹp, không móp méo hay sứt mẻ, nói chung là tổng thể luôn. Lọc có hiệu ứng đèn nháy rất bắt mắt, anh em bấm vào chữ flash này hoặc là trên này, đây nó sẽ ra các kiểu nháy. Đang test còn phía trên này anh em nhé, còn phía trên thì nó có núm vặn để chỉnh độ cao thấp của đèn. Đây có các kiểu nhạc của máy, đó là từ 4 kiểu, đây 4 cái nút này. Flash là chế độ không có lọc, display là kiểu nháy. Ngoài ra còn có 4 kiểu của người dùng từ 1 đến 4, nó giống như bên này từ M1 đến M4. Lên xuống tần số, ở đây là điều chỉnh cái con trỏ để nhấp nháy để mình lên xuống tần số đó. Lọc có hai đường vào âm thanh, đó là đường line và đường tape. Điện 220, bề ngang là 42 cm. Về chất âm thuộc dạng đỉnh luôn, đỉnh luôn anh em nha. 2.900.000 đồng bao ship cho anh em. Đường vào âm thanh, đường xuất xuống âm đi, đường vào còn lại bên này. Bên sau, đằng sau nó cũng giống hệt nhau thôi, nó chỉ là cái tên khác nhau thôi. Hàn Quốc nó là như vậy, Hàn Quốc nó cũng không chuẩn chỉ là cho lắm, hoặc là nó liên kết với nhau, nó cùng sản xuất. Chỉ chờ có một anh em nha, bên trái không phải, đen đỉnh không các bác? Các bác thấy nó bát đánh chưa nào? Bát nó đánh đỉnh luôn đúng không ạ? Tép nó có đỉnh không này? Mà sao em vui với ai trong vòng tay, nhìn em anh nữa như hôm nào, tiếng bước chân em về xóa tan đi cơn mưa dài tám tối. Nhấp nháy ở đâu thì mình sẽ lên xuống ở đó. Còn vào lưu đó là một, kiểu số 2 chưa lưu hay nằm ngang, tôi lại chỉnh này. Như trong tim ta luôn chờ nhau, lên chỉ là mơ. Lên nhấp nháy đâu mình lên xuống ở đó. Ấn vào lưu, ấn vào 2. Chất âm đỉnh không các bác? Đỉnh luôn. 2.900.000 đồng bao ship cho các bác. Nó có thể đi thi đấu vào những mẫu lọc 5-6 triệu, tôi dám khẳng định điều đó luôn. Hàng bãi zin tuyệt đối cho các bác nha. Thông tin địa chỉ rất rõ trên tấm biển anh em ạ. Anh em có thể đặt cọc tiền nếu xa, hoặc là đến tận cửa hàng giao lưu mua hàng. Bề ngang 42, chiều cao 10 cm, còn chiều sâu là 25. Một cái kích thước rất hài hòa. Anh em có thể dùng con lọc này vào mục đích hát karaoke, nghe nhạc, xem phim, vào những con âm lôi mặt trắng xanh nhôm hoặc là màu vàng đều được hết. Hai mẫu lọc này nó đặt vào những mẫu âm ly đấy được hết, và nó có hiệu ứng đèn nháy đẹp. Con dưới thì đèn nó trắng, con trên thì nó hơi ám màu xanh một tí. Nhìn em anh nữa như hôm nào, tiếng bước chân em về xóa tan như cơn mưa dài tám tối. Đó là không có lọc anh em nha, có lọc rồi. Còn lại rêu phong lãng quên trên thềm xưa, thời gian thôi xóa đi. Thế là ngoài 4 kiểu của người dùng mình tự chỉnh thì còn có 4 kiểu của máy. Bấm vào đây nó sẽ ra các khung nhạc khác nhau. Khung nhạc nó giống như cần gạt chỉnh bát chép lên. Đây là lọc điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại.